Mark One số 1 về Mark. What's up nào chị anh em, Tùng Chôn đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One Channel. Trên bàn cũng như là trên tay của mình hiện nay đang là một cái sản phẩm có thể coi là một cái chiếc thùng rác có trị giá lên tới gần 50 triệu đồng. Và đó chính là chiếc Mark Pro, một trong những cái chiếc máy chạm rất ấn tượng cũng như là rất mạnh mẽ ở trên thị trường. Và tại sao cái sản phẩm máy chạm này lại được gọi là một cái chiếc thùng rác? Bởi vì thực ra các bạn có thể nhìn thấy đây chính là cái thiết kế của nó. Chính từ cái thiết kế của nó là mọi người đã gọi nó là thùng rác. Đây các bạn có thể thấy một cái lỗ rất lớn ở trên cái sản phẩm này ở phía trên này. Và người ta đã liên tưởng đến một cái chiếc thùng rác. Và tất nhiên là các bạn hoàn toàn có thể bỏ ra số tiền khoảng 50 triệu để các bạn mua cái sản phẩm này về để rác. Đây các bạn thể thấy là nó có một cái phần không gian này, các bạn hoàn toàn có thể đẩy những cái giấy vụn hoặc là những cái đồ nhỏ nhỏ. Nhưng mà nếu mà nói về cái khả năng đựng rác thì rõ ràng là sản phẩm này không phục vụ cho chúng ta một cách hoàn hảo. Cũng như là việc khá điên mà bỏ ra số tiền khoảng 50 triệu để mua cái này chỉ về đựng rác ạ. Đây là một cái sản phẩm máy chạm giúp chúng ta có cái khả năng làm đồ họa, cũng như là các bạn có thể chơi game được trên chiếc máy chạm này. Nó giống như là một cái chiếc PC bình thường thôi, nhưng nó có một cái điểm gì khác thì ngày hôm nay hãy cùng mình trên tay cũng như là đến với những lý do tại sao chúng ta nên mua cái sản phẩm này nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái thiết kế trước đi. Có thể nói đây là một trong những cái sản phẩm máy chạm có thiết kế đẹp cũng như là ấn tượng nhất ở trên thị trường máy chạm. Ở cái góc nhìn này thì trông nó thực sự là rất giống thùng rác, nhưng mà khi các bạn quay cái mặt sau của chúng ta này thì chúng ta sẽ để lộ tất cả các cái cổng kết nối và những cái chi tiết ở trên cái sản phẩm này được thiết kế vô cùng tối giản, nhưng nó vẫn sẽ đảm bảo một cái hiệu năng là cực kỳ tốt. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái logo táo này, ở dưới này của chúng ta sẽ là một cái phần khoét của Apple để lộ những cái cổng kết nối. Chúng ta sẽ có bao gồm là một cái cổng tai nghe này, một cổng xuất ra các cái thiết bị loa ngoài, và đây là cổng quang, 4 cổng USB 3.0. Ở đây chúng ta sẽ có lên tới tận là 6 cổng Thunderbolt, có cái tốc độ truyền tải cực kỳ lớn. Và nếu như bạn nào mà có link 9G của kiểu anh Hera thì theo tốc độ lý thuyết thì chúng ta chỉ mất khoảng tầm là 1 giây mà thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có 2 cổng Ethernet dùng để kết nối mạng cho nó ổn định. Chúng ta sẽ có duy nhất là một cổng HDMI. Và lúc này các bạn sẽ hỏi là ô tại sao lại có mỗi một cổng HDMI, bây giờ mình muốn xuất ra hai màn thì sao? Thì ở đây 6 cổng Thunderbolt nó sẽ kiêm luôn cái nhiệm vụ là vừa truyền tín hiệu cũng như là vừa truyền hình ảnh. Đây là 6 cái cổng kết nối cực kỳ cao, chính vậy là chúng ta sẽ chỉ được trang bị một cổng HDMI mà thôi. Và ở đây bên cạnh cổng HDMI sẽ là một cái nút nguồn. Chút nữa thì mình sẽ ấn cho các bạn xem cái nút nguồn khi mà khởi động máy lên thì nó sẽ như thế nào nhé. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái cổng nguồn. Và nếu như bạn nào mà làm mất dây nguồn của cái chiếc Mac Pro thì các bạn hoàn toàn có thể ra chợ mua những cái sợi dây dùng để cắm nồi cơm điện. Các bạn cắm vào đây thì nó vẫn hoạt động bình thường. Đây là một chi tiết rất là hay và mình thấy là Apple xử lý cái chi tiết này tốt, bởi vì là như các bạn cũng biết thì những cái sản phẩm của Apple luôn sử dụng một cái chuẩn kết nối nó riêng, ví dụ như là Lightning hoặc là những cái cổng kết nối mà các bạn phải mua của chính Apple và nó rất đắt tiền. Nhưng ở cái chi tiết này thì mình khá khen cho Apple. Và ở chỗ phần này chúng ta sẽ có một cái cần gạt để gạt ra để có thể mở máy, để nâng cấp RAM, để nâng cấp card hay là vân vân và mây mây. Chip thì chúng ta sẽ không nâng cấp được các bạn nhé. Trước khi mà mở nội thất ra thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cái chi tiết nữa. Ở dưới này của chúng ta sẽ là những cái khe dùng để lấy gió. Và cái chiếc Mac Pro này nó lấy gió kiểu gì? Thì ở trên cái phần đỉnh này nó sẽ có một cái quạt cực lớn, nó sẽ hút gió các bạn nhé. Hút gió thì nó sẽ hút và nó sẽ lấy gió ở dưới này. Gió sẽ đi lên tất cả các cái linh kiện và nó sẽ đẩy nhiệt lên trên. Chút nữa mình sẽ mở cái chiếc máy này ra thì mình sẽ miêu tả rõ hơn với các bạn. Ngoài ra ở đế của chúng ta thì nó sẽ ghi những cái thông tin cực kỳ chi tiết. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đế cao su để giúp cho sản phẩm có thể đứng vững ở trên các mặt phẳng. Và các bạn lưu ý nhé, Mac Pro chính là sản phẩm duy nhất của Apple được sản xuất ở USA. Có nghĩa là vừa design by Apple và vừa được lắp ráp cũng như là sản xuất ở Mỹ. Đây rõ ràng là một trong những cái món đồ thực sự là rất chất Mỹ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mở bên trong em nó ra để khám phá những cái linh kiện bên trong nhá. Các bạn sẽ gạt ra như thế này này. Đó, và các bạn rút lên một cái khối kim loại rất chắc chắn và vô cùng đẳng cấp. Đấy các bạn có thấy, tuyệt vời. Và ở đây chính là toàn bộ những cái linh kiện của chúng ta. Đấy các bạn có thể thấy. Và cái chiếc Mac Pro này của mình nó sẽ có một cái option cấu hình cơ bản. Đó chính là với con chip Xeon E5 4 nhân. Và nó sẽ có các phiên bản là 6 nhân, 8 nhân hoặc là 12 nhân. Và ở đây thì mình sẽ có tất cả là 4 khe RAM. Nhưng mà cái sản phẩm này của mình thì nó sẽ có RAM là 8GB, nhưng mà ổ cứng lên tới tận là 1TB. Và hoàn toàn các bạn có thể hạ cấp ổ cứng để cho giá của cái sản phẩm này nó rẻ hẳn. Ngoài ra cái sản phẩm này nó sẽ được trang bị hai cái card AMD Fire Pro ở D300. Đây chính là hai cái card màn hình của chúng ta này. Còn cái màu đen đen này nó là ổ cứng các bạn nhé. Ở đây của chúng ta có tổng cộng là 4 GB RAM, nhưng mà do đây là một cái phiên bản cấu hình cơ bản nên chúng ta sẽ chỉ có hai thanh ở đây thôi. Và nếu các bạn thích nâng cấp, đây các bạn chỉ cần ấn một cái phím này. Đấy, nó phụt ra này, xong các bạn
cắm ra và các bạn lắp vào, rất đơn giản phải không ạ? Bây giờ thì các bạn sẽ thắc mắc là cái chiếc máy này nó tản nhiệt kiểu gì. Và mình cũng xin chia sẻ luôn là cái máy chạm này, cái nguồn của nó chỉ là 450W. Và cho một cái chiếc máy chạm, đây là một công suất thật không thể nào mà tin được. Thường thì những cái chiếc máy chạm có cái cùng cấu hình với lại cái sản phẩm này thì nó phải yêu cầu một cái nguồn điện rất là lớn, lên tới ít nhất là khoảng tầm là 700-800W. Nhưng cái sản phẩm này chỉ là 450W. Tại sao nó có điều đó? Bởi vì đây là một cái thiết kế rất thông minh của nhà Apple. Thì những cái linh kiện này của Apple bao gồm cạc này, cũng như là một cái bộ phận main chính ở đây, nó xếp theo hình tam giác và nó nối với lại một cái phần kim loại ở giữa đây, ống kim loại hình tam giác luôn. Và ở trên đỉnh của chiếc Mac Pro này sẽ được trang bị một cái quạt có công suất lớn, chỉ một quạt duy nhất. Và cái quạt này sẽ có cái nhiệm vụ là hút nhiệt từ ở bên dưới lên trên. Và cái nhiệt từ dưới nó sẽ làm mát các cái linh kiện này và giúp cho cái sản phẩm của chúng ta là nó có một cái khả năng tản nhiệt là tối ưu nhất. Và trong quá trình sử dụng thì mình sử dụng cái render cũng như là các thứ thì cái nhiệt độ của máy khá là ổn định. Và mình thấy một cái điều mà cái sản phẩm này nó tản nhiệt tốt nữa là chính nhờ cái vỏ kim loại này, nó cũng giúp cho cái chiếc sản phẩm này nó tản nhiệt một cách tốt hơn. Và kể từ năm 2013 lúc mà cái sản phẩm này ra mắt thì đến với thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa có bất kỳ một cái phiên bản Mac Pro nâng cấp về mặt cấu hình nào. Và theo như những cái thông tin gần đây thì phải đến năm 2019 thì chúng ta mới có một cái phiên bản tiếp theo của cái sản phẩm Mac Pro này. Tại sao ở thời điểm hiện tại chúng ta lại nên mua cái sản phẩm này? Nếu mà so sánh với lại việc các bạn ráp cây bình thường khác ấy, thì rõ ràng là số tiền 50 triệu thì các bạn hoàn toàn có thể ráp một chiếc PC khác. Tuy nhiên, tại sao chúng ta lại phải mua chiếc Mac Pro này? Đơn giản là bởi vì Mac Pro là một cái sản phẩm chạy Mac OS và những cái phần mềm làm đồ họa, ví dụ như là bộ phần mềm của Adobe hay là những cái phần mềm như là Maya hay vân vân và mây mây thì nó hỗ trợ cực kỳ tốt cho Mac OS và nó được tối ưu cực kỳ tốt. Chính vậy là chúng ta sẽ có một cái khả năng làm đồ họa là tốt hơn trên chiếc máy này. Cũng như là việc đây là một cái sản phẩm sử dụng cái chip chuyên dành cho máy chạm, đó con chip Xeon. Chính vậy nó sẽ đem tới một cái khả năng chạy cực kỳ ổn định. Cũng như là bộ nhớ RAM của chúng ta không phải là cái công nghệ RAM bình thường đâu, mà là cái công nghệ RAM tự động sửa lỗi. Đây là một cái thứ cực kỳ tốt, nếu bạn nào mà đã sử dụng máy chạm thì các bạn sẽ biết là nó tốt đến mức như thế nào. Và để mà chia sẻ chi tiết hơn về cái hiệu năng cũng như là cái sản phẩm này có chơi được game hay không thì mình sẽ phải để dành ra một cái video nữa để chia sẻ với các bạn. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, đừng quên để lại một like, một share để ủng hộ Mark One Channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Các bạn lưu ý là khi mà mở cái vỏ này ra thì máy của chúng ta sẽ không hoạt động được đâu.